chẳng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thân giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của thân giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy ý giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy ý giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy ý giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy ý giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy ý giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của ý giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy địa giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy địa giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy địa giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy địa giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy địa giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của địa giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy thánh đế khổ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thánh đế khổ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thánh đế khổ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thánh đế khổ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thánh đế khổ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của thánh đế khổ vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy vô minh hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy vô minh hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy vô minh hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy vô minh hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy vô minh hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của vô minh vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy cái không nội hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy cái không nội hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy cái không nội hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy cái không nội hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy cái không nội hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc tăng hoặc giảm.
Vì sao? Vì tánh của cái không nội vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy chân như hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy chân như hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy chân như hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy chân như hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy chân như hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của chân như vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của bố thí Ba La Mật Đa vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của bốn tịnh lự vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy tám giải thoát hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tám giải thoát hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tám giải thoát hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tám giải thoát hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tám giải thoát hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của tám giải thoát vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của bốn niệm trụ vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát không vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy năm loại mắt hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy sáu phép thần thông hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy năm loại mắt hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy sáu phép thần thông hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy năm loại mắt hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy sáu phép thần thông hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy năm loại mắt hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy sáu phép thần thông hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy năm loại mắt hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy sáu phép thần thông hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của năm loại mắt vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy mười lực của Phật hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy mười lực của Phật hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy mười lực của Phật hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy mười lực của Phật hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy mười lực của Phật hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của mười lực Phật vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy pháp không quên mất hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy pháp không quên mất hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy pháp không quên mất hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy pháp không quên mất hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy pháp không quên mất hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của pháp không quên mất vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy trí nhất thiết hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy trí nhất thiết hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy trí nhất thiết hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy trí nhất thiết hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy trí nhất thiết hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện.
Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn đà la ni vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy dự lưu hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy nhất lai bất hoàn a la hán hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy dự lưu hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy nhất lai bất hoàn a la hán hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy dự lưu hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy nhất lai bất hoàn a la hán hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy dự lưu hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy nhất lai bất hoàn a la hán hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy dự lưu hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy nhất lai bất hoàn a la hán hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của dự lưu vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy dự lưu hướng dự lưu quả hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy độc giác hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy độc giác hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy độc giác hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy độc giác hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy độc giác hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy độc giác hướng độc giác quả hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của độc giác vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy Đại Bồ Tát hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tam miệu tam Phật đà hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy Đại Bồ Tát hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tam miệu tam Phật đà hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy Đại Bồ Tát hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tam miệu tam Phật đà hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy Đại Bồ Tát hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tam miệu tam Phật đà hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy Đại Bồ Tát hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tam miệu tam Phật đà hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của Đại Bồ Tát vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát hoặc tăng hoặc giảm,
chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của Pháp Đại Bồ Tát vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Từ, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá Lợi Từ, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy thanh văn thừa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy độc giác thừa, vô thượng thừa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thanh văn thừa hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy độc giác thừa, vô thượng thừa hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thanh văn thừa hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy độc giác thừa, vô thượng thừa hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thanh văn thừa hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy độc giác thừa, vô thượng thừa hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thanh văn thừa hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy độc giác thừa, vô thượng thừa hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh thanh văn thừa vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Từ, Đại Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Như vậy, Xá Lợi Từ, Đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp, chẳng thấy hoặc sanh hoặc diệt, hoặc thủ hoặc xả, hoặc nhiễm hoặc tịnh, hoặc tụ hoặc tán, hoặc tăng hoặc giảm, mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện.